là cái phần đóng lưỡi chai nha mọi người. Đây nè mọi người nhìn nè. Cho chị mượn cái, chị đóng cái đi. Em Hằng sẽ đóng một cái cho mọi người xem nhé. Chắc chắn là em Hằng làm thì nó sẽ không có nhanh giống như các bạn ở đây đang làm, nhưng mà mình sẽ tự làm để cho các bạn xem. Đó, thì em Hằng đã đóng xong được cái lưỡi chai nha mọi người. Đây. Rồi, xin chào mọi người ha. Bình thường thì mọi người vẫn nói rằng con gái chân yếu tay mềm, nhưng hôm nay em Hằng sẽ chứng minh rằng một khi chân cứng thì đã cũng mềm. Lên hàng thôi nào. Vẫn, lên hàng.